Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ test cá lóc cho mấy anh em ở bên Campuchia. Cá diêu hồng này thì mình cài trước mắt là 50 giây để anh xem, tại vì tùy loại cá nhỏ với số lượng ít. Đây khó mà anh sư cống. Cười cái coi nào anh ơi. Cười nó bằng cao thẳng quá. À, tao đi. Anh đi bài cái lóc kìa. Anh đi thả chỗ nước là chúng nó vẫn bơi ấy nhỉ. Ok, chào cho khách thành công. Cảm ơn anh.